Rồi mình nhắc lại. Bây giờ cái yêu cầu của một cái giảng viên nào đó, yêu cầu thì mình tạo ra một cái form điểm danh, và nó sẽ có một cái yêu cầu là chỉ có đăng nhập bằng mail FPT thì mới được điền form. Đó, mới được điền form. Ví dụ như là cái này là cái requirement 1 ha. Requirement 1 yêu cầu như thế. Và để kiểm thử được việc này thì thầy sẽ có mình đang nói là cái này là yêu cầu. Bây giờ mình sẽ qua đến phần thứ hai là mình sẽ kiểm thử. Như vậy để kiểm thử được cái yêu cầu một này thì thầy phải làm sao? Thứ nhất, thầy phải copy cái link vào máy khác, bởi vì máy khác mới có email khác. Và cái thứ hai nữa là thầy phải có một cái email khác là FPT. Rồi cần gì nữa không các bạn? Email khác 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 bình TQ7 là FPT. Vậy đủ chưa? Đủ để kiểm thử chưa? Đủ để kiểm thử cái này chưa? Mình kiểm cái bình TQ7 vào được rồi, với lại một cái khác nào đó nữa. Ví dụ thầy mượn cái mail của thầy Lộc TH5 a@fpt.edu.vn. Thầy thử hai mail, bình TQ7 và lọc TH5, đủ chưa các bạn? Alo, đủ chưa nè? Dạ đủ rồi thầy. Vậy nếu mà hai mail này vô được là ổn đúng không? Rồi giả sử như có một cái email khác là tqbinh@gmail.com đăng nhập vào. Trong trường hợp này, nếu như thầy dùng bình tqbinh@gmail.com thì thế nào là đúng cái requirement này? Trường hợp nào là đúng? Nếu như thầy dùng cái email này, trường hợp nào là đúng? Sao bác nhập Gmail là khác, sao bác nhập vào Gmail rồi? Vào được là đúng hay không vào được là đúng? Không vào được là đúng rồi. À, vào được là chưa đúng, là không đúng, là fail đúng không? Vào được là fail. Còn nếu như mà không vào được thì mới pass. À, vào được là fail thì không vào được mới pass. Như vậy thì các bạn phải xác nhận lại chỗ này. Yêu cầu gì thì mình làm như thế nào mình mới xác định được, chứ còn không có cái này không đủ các bạn, không đủ. Không có một cái mail khác thì mình không đủ, mình không biết chắc rằng là cái mình đang có mình đúng hay sai. Đó là kiểm thử các bạn. Cho nên cũng là kiểm thử, là thứ nhất là copy đường link, thứ hai là có email. Đó, cho nên chỗ này mình đưa lên đây, đó là email. Và chỗ này là mình kiểm tra trả lời đúng. Cái này là mình kiểm tra trả lời sai. À, trả lời sai nè, không vào được, không vào được là sai rồi. Nhưng mà đó mới là bác. Như vậy cái này gọi là kiểm tra fail. Ha, cái TQ bình này là để kiểm tra fail. Đó. Rồi ví dụ như người ta nói là requirement là như vậy đối với khóa của các bạn, ok thầy chuyển cái này lên là mọi người đăng nhập vô, mọi người điểm danh bình thường ổn không có gì hết,
Đó, tất cả mọi người đều với danh ở đây ổn, và đã thầy đã thấy được cái kết quả của các bạn điểm danh ở đây. Ok, không sao hết. Nhưng mà nếu trường hợp mà cái form điểm danh này mà với một cái lớp mới của chúng ta là lớp 19, thì các bạn điểm danh mà dùng đuôi FPT thì không ổn các bạn. Mặc dù requirement là khách hàng đã yêu cầu ở đây. Khách hàng yêu cầu luôn nhé. Khách hàng yêu cầu. Và bạn là đội tester thì làm việc theo ở dạng room, hoặc là các bạn làm việc theo agile, thì các bạn cần phải test luôn cả cái requirement. Đó quan trọng lắm các bạn. Test luôn cả requirement luôn. Chứ không phải là người ta yêu cầu là đúng các bạn. Không phải là người ta nói tôi yêu cầu vậy là đúng rồi, ông cứ làm theo tôi đi. Nhưng mà đôi khi người ta yêu cầu sai. Chứ chưa chắc yêu cầu là đúng. Tại vì người ta không hình dung được là với khóa mới, cái đuôi của mình nó không phải là FPT nữa. Mà với sinh viên khóa mới thì cái đuôi của nó là Gmail. Vậy nếu như mà làm đúng theo yêu cầu của khách hàng thì khách hàng sẽ xài không được. Lạ vậy đó các bạn. Nếu làm đúng yêu cầu khách hàng thì khách hàng xài không được. Và bây giờ giả sử như có một cái phần mềm và nó có một cái yếu tố là đăng nhập để mà làm một cái gì đó, sử dụng email, mà khách hàng yêu cầu lúc đầu là chỉ có mail mà FPT thì ok mới vào được phần mềm, còn không thì thôi. Mà các bạn thấy hợp lý, bởi vì từ nào đến giờ là cái đuôi FPT mình xài. Như vậy thì trong trường hợp này khách hàng yêu cầu mình làm đúng, khách hàng xài không được, khách hàng phải trả tiền không? Trả không các bạn? Có thể À, có nhưng mà kiểu đó cũ rồi các bạn, mình không lấy tiền khách hàng được kiểu đó. Tất nhiên trên nguyên tắc là lấy được, nhưng mà mình lấy xong một khách hàng đó là hết rồi đó. Người ta trả trong ấm ức, người ta trả trong tức tối. Lý do là gì? Anh là người viết phần mềm, anh là người đưa ra quản trị phát triển dự án này, thì anh phải biết trước rằng là cái khóa mới là cái đuôi của cái mail là Gmail chứ không phải đuôi FPT. Còn chuyện tôi yêu cầu là chuyện tôi yêu cầu, còn anh phát triển là anh phải có một cái tầm nhìn, anh phải có một cái góc, và anh phải phản biện ở chỗ này giùm tôi. Phản biện lại chứ tôi có biết gì đâu, tôi nói thì nói vậy thôi. Còn anh là cái người tổng quan mà, anh là viết bao nhiêu phần mềm rồi, anh đã quản trị cái này rồi thì mà anh phải biết chứ. Làm sao mà có nhiều khi tôi nhầm, tôi là khách hàng. Còn cái quan trọng nhất là cái sản phẩm của anh ra là tôi phải xài được. Nếu đó mà cái sản phẩm của anh ra bây giờ không xài được, mà nếu như ở cái requirement này mà anh phản biện giùm tôi thì đâu có sai. Thì anh cũng chưa làm mà, anh chỉ mới ở giai đoạn requirement thì anh phải phản biện. Thì đây là nhiệm vụ của mình đây các bạn, kiểm thử. Phản biện là kiểm thử của mình đó. Nhiệm vụ của đội ngũ kiểm thử là kiểm tra cái requirement này ok chưa. Thực sự là cái bạn đi lấy requirement đó đó đúng ý khách hàng chưa? Nếu đúng ý khách hàng rồi vậy nó phù hợp với thực tế chưa, nó có đáp ứng được hay không, công ty của mình đáp ứng được hay không. Đôi khi là công nghệ ok, công ty A, công ty B, công ty C người ta viết quá trời luôn, người ta đã triển khai cái ứng dụng cái công nghệ đó đầy haram, mà bây giờ công ty mình thấy ok, thị trường làm được, mình làm được, mang về công ty công ty báo không làm được. Rõ ràng các bạn, bình thường làm gì mà mình có thể là sản xuất hết được cả xe xăng, cả xe điện, cả xe dầu. Công ty sản xuất có thể là một cái phần nào đó thôi, phải không? Chứ làm sao mà sản xuất hết tất cả mọi thứ nếu như mà công ty của bạn năng lực lớn.
Còn nếu mà công ty nhỏ thì sản xuất một cái thôi chứ, làm gì sản xuất được hết. Cho nên cái mà vấn đề là bạn lấy requirement là một chuyện, nhưng mà phải có một cái đội ngũ kiểm tra lại cái requirement đó phù hợp không, requirement đó có đáp ứng được yêu cầu thực tế bây giờ hay không, hoặc là requirement có công ty nhân nhân lực nhân sự của mình á có đáp ứng được hay không nữa. Nếu như mà tất cả mọi thứ đó ok thì mình mới đi qua bước tiếp theo, và đó là nhiệm vụ của kiểm thử. Đó, nhiệm vụ của kiểm thử, nhiệm vụ của tester ở đây. Được chưa? Còn cái phần dưới này thì chắc chắn là mình phải làm rồi, chứ còn không phải nói, nhưng mà bản thân mình lấy được cây mình là mình cũng cũng phải có cái đội ngũ kiểm thử ở đây. Đó, đội ngũ kiểm thử của mình. Tiếp theo, giả sử người ta nói là đối với lại cái phần yêu cầu. Rồi, xuống dưới này. Chúng ta lại có cái này gọi là yêu cầu 1 đi ha. Yêu cầu theo kiểu 1. Bây giờ mình sẽ yêu cầu 2. Một cái khách hàng 2. Một khách hàng 2. Khách hàng sẽ yêu cầu là tạo cho tôi một cái form. Tạo cho tôi cái form. Email nào cũng vào được. Email nào cũng điền form được, hoặc là cũng phản hồi được. Rồi, ok. Như vậy nhiệm vụ của kiểm thử bây giờ mình cũng làm giống vậy, mình cũng cần phải có link, rồi mình phải cần có email. Đó. Cần email. Vậy thì email các bạn thử, ví dụ như T Quy Bình a còng gmail.com, rồi các bạn có thể thử xem là Hùng Lego a còng outlook.com, ví dụ như vậy, rồi gì 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 đó nữa. Thì mình kiểm, mình có nên đưa thêm bình TQ7 a còng fpt.edu.vn hay không? Đó. Như vậy thì các bạn phải xem nghiên cứu chỗ này giúp cho thầy. Và khi mà các bạn nghiên cứu phần này thì các bạn xem thử, nếu như mà mình chỉ có một hai email như vậy, mà ví dụ như mình kiểm tra Gmail thôi, thì đủ độ bao phủ chưa? Mình cho là chục cái email của Gmail, hoặc là 100 cái email của Gmail, hoặc là bạn thấy chưa yên tâm bạn kiểm thử 1.000 cái email của Gmail đều ok hết. Vậy đủ chưa? Đó, bao phủ chưa? Mức độ bao phủ thế nào? Có trường hợp nào mà có thể xảy ra là không vào được hay không? Đó là nhiệm vụ của kiểm thử đó các bạn. Cho nên khi mà mình kiểm thử mình thấy đối với lại cái form này thì xài cho khóa cũ thì ok, nhưng nếu mà yêu cầu này xài cho khóa mới thì không được. Cho nên cái yêu cầu một này nè mình trở thành yêu cầu một một phẩy, đổi lại email nào cũng vào được, được chưa? Rồi ok. Và cái thứ hai, khi mà email nào cũng vào được thì làm sao mình biết được là đó là tài khoản của sinh viên? Tài khoản của sinh viên. Vậy nó có thêm cái yêu cầu nữa là chúng ta sẽ lấy địa chỉ mail. Lấy địa chỉ mail đăng nhập nha. Chú ý chỗ này giùm thầy. Lấy địa chỉ email thực hiện form.
thực hiện form. Chú ý cái chỗ này giúp thầy nè, cái này coi như là yêu cầu 2, lấy địa chỉ email thực hiện form là thầy đang làm nè. Khi mà chúng ta đang dùng cái chỗ này email, cái này là lúc mà thầy thiết kế nó không có các bạn nhé. Lúc thiết kế, đây là thiết kế nè, thông tin, xong xuống đến thông tin điểm danh, thông tin sinh viên nè, rồi sau đó là đến ngày nè, đến hình ảnh nè, đến ý kiến nè. Không có chỗ nào là yêu cầu nhập mail hết trơn á. Không có. Không có yêu cầu nhập mail. Nhưng mà trong cái form của mình, mình phải có một cái đoạn là yêu cầu phải lấy địa chỉ email. Phải lấy địa chỉ email. Thì lúc này của chúng ta đây, collect email address. Collect email address. Vậy lúc này chúng ta phải lấy địa chỉ email. Đó, lấy địa chỉ email. Như vậy thì nếu như các bạn mà thực hiện cái form này mà các bạn không check vào đây thì nó không cho các bạn đi qua. Bắt buộc các bạn phải check vào. Và nếu trong trường hợp này mà bạn chưa đăng nhập với bất kỳ một cái email nào khác, chưa đăng nhập với bất kỳ một cái email nào, nó cũng không cho bạn thực hiện form luôn. Thì bắt buộc bạn phải đăng nhập email, bạn phải có được email và bạn phải check vào đây. Thì lúc này trên cái phần mà nhận của thầy á, thì thầy nhận được email. Nhận được email. Và có thể thầy sẽ dùng một phương pháp là thầy sẽ kiểm tra cái email này của các bạn, nó có tồn tại trong cái hệ thống của FPT mình hay không, mặc dù nó là Gmail. Ví dụ như là với những khóa mới thì sử dụng Gmail thôi, nhưng cái cấu trúc của nó cũng là cái cấu trúc này. Cho nên nếu mà bạn kêu là sử dụng email giả chắc là khó các bạn, bởi vì khi mà gửi mail cho các bạn để nhập học, gửi mail cho các bạn sinh viên mới đó để nhập học, thì nhà trường đã tạo cái Gmail này rồi, và Gmail này là tồn tại duy nhất. Tên viết tắt theo cấu trúc này, mã số sinh viên nhà trường cấp, thì cái Gmail này là tồn tại duy nhất mà nhà trường đã tạo rồi thì bạn không thể tạo nữa, cho nên không làm giả được các bạn. Thầy tin là không làm giả được, tại vì nhà trường tạo trước các bạn. Không, bây giờ ví dụ như là các bạn kêu vậy thôi để em nghiên cứu thử, em tạo trước một cái mã số cái email cho em để mà chuẩn bị cho em của em nó vào trường FPT, em chứng minh là thầy Bình sai, không được các bạn, không được, bởi vì bạn chỉ biết tên của em bạn thôi, là bạn bạn sửa được cái khúc đầu này nè, đó, ví dụ như là Khang TT thôi, đó, Khang TT thôi, còn BS bao nhiêu sao mà em biết là em của em nó có mã số nhiêu, sao biết? Cho nên em cũng không tạo được trước cái email đó, không tạo được. Yeah. Cho nên là cái việc mà cái email này nè, nó sẽ gần như là email là đặc trưng của một bạn sinh viên của Poly, một bạn sinh viên của Poly, một bạn sinh viên của FPT. Mặc dù cái đuôi phía sau là Gmail, nhưng mà nó cũng có cái gì đó của mình. Thì nhà trường vẫn kiểm tra được là bạn này đang sử dụng đúng cái email mà nhà trường cung cấp, thì coi như đó là sinh viên, coi như đó là sinh viên đang thực hiện cái form này. Ví dụ như là bạn Dân đây thực hiện cái mail của bạn Dân, bạn Hoàng đang thực hiện là lấy mail của bạn Hoàng, bạn Khang, bạn Thắng đó. Như vậy thì thầy đang kiểm tra là các bạn có lấy email của người khác để đăng nhập vào thực hiện cái form này hay không, đó là kiểm thử các bạn, đó là kiểm thử, thầy đang kiểm thử nè. Thầy đang kiểm thử là cái chỗ mà phản hồi của bạn Bảo thì có phải là Bảo làm hay không, hay là người khác làm. Đó, cùng một email mà hai thông tin phản hồi là chuyện khác nữa. Rồi, ví dụ như là bạn Bảo, nào giờ thầy chưa biết Bảo là ai. Đó, bây giờ thầy vô đây thì chiêm ngưỡng xem Bảo là ai. Đó, được chưa? Bảo là ai, thầy biết Bảo là ai rồi. Bảo làm rất tốt, chụp đúng cái yêu cầu của thầy. Rồi ví dụ như là bạn Ngọc,
Ok, cảm ơn Ngọc đã làm đúng yêu cầu của thầy. Ví dụ như là bạn Khoa. Ok, đó, Khoa đã chụp đúng yêu cầu của thầy. Để xem thử là có bạn nào mà không đúng không? Ok Vi. Đó, Mỹ Tiên nào. Rồi, Mỹ Tiên chỗ nào đâu? Có hình Mỹ Tiên đây không? Có không? Hello. Vậy là Mỹ Tiên chỗ này là không phải ngồi nè. 10 giờ 19 phút Mỹ Tiên không phản hồi. Dạ em có cái này ơi mà sao nó bị cái màn hình của em nó bị chậm hơn so với chắc do mạng yếu thầy, lúc nãy nó đang hiện cái Thảo Quy mà thầy đọc tên em. Rồi. Mỹ Tiên nè, có thấy Mỹ Tiên trên màn hình của em không? Đây Dạ nè, cái mà thầy có đang thầy kiếm. ơi. Đâu, em đâu? Dạ em nhỏ xíu ngay trong cái khúc này, lúc nãy em vô hơi chậm, em chụp hơi chậm cho nên là em chưa có bắt to cái hình của em ra. Như vậy các bạn thấy không? Ví dụ như là cái yêu cầu của khách hàng là phải thấy được rõ mặt từng người một, thì các bạn phải ghim cái hình các bạn lên đây. Ví dụ như là bạn Đức Khoa làm rất tốt đó, ghim cái chỗ cái nick của mình lên, bởi vì thầy không biết các bạn ở đâu, không biết các bạn là ai. Nhiều khi chỗ này là bạn Tiên, là chỉ có một mình bạn trong này thì bạn nói bạn, nhưng mà ví dụ như là 1 2 3 4 5 6, 6 bạn đều 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 có hình hết thì thầy đâu có biết bạn là ai. Ha. Cho nên là khi mà với một cái yêu cầu của khách hàng, các bạn sẽ kiểm thử lại giúp thầy là lớp của mình đã làm đúng chưa. Ví dụ sếp hỏi thầy Bình ơi, lớp của thầy Bình điểm danh sáng nay ổn không, có bạn nào sai không? Thầy đâu dám kết luận đâu, thầy chưa kiểm thử. Vậy kiểm thử của thầy là bằng cách nào? Một là vét cạn, là xem hết tất cả hình của các bạn nổi không. Có thể là phải làm như vậy. Nếu như không quan trọng thì bạn có thể là kiểm chữ theo một cái đoạn nào đó hoặc một cái biên nào đó, bạn sẽ vô bạn kiểm thử. Như vậy thì trong trường hợp mà mình kiểm thử theo xác suất thì nó có thể đúng, có thể sai. À, thì ở chỗ này bạn cũng có thể sử dụng để mà kiểm thử. Và thầy áp dụng cái nguyên tắc kiểm thử, thầy áp dụng nguyên tắc kiểm thử trong trong cái phần này khá là nhiều. Đó. Và đa số lớp của mình là đã thực hiện rất là tốt. Rồi, ở đây lại phát hiện một bạn không tốt. Bạn Trọng Khang. Thầy không biết Khang ở đâu. Đấy, thấy chưa? Đúng. Trong rất là nhiều bạn đã thực hiện đúng yêu cầu thì cũng có bạn thực hiện không đúng yêu cầu. Hả? Có em Sao? có em thầy Ủa, có em, thầy đâu có hỏi có em, thầy đâu có hỏi là em có hay không. là cái yêu cầu của thầy Yêu cầu của thầy sao? lúc đó em đang cầm điện thoại này chứ không phải cái lớp. Ừ, đây em cầm điện thoại đúng không? À, em cầm điện thoại đây, thầy cho có một bạn cầm điện thoại nè, xinh không? Em thấy gì đâu mày, Hả? em đâu thấy gì đâu, Sao không thấy? Thầy đang share mà sao không thấy? xíu à, thầy hỏi xin không em mới thấy, em mới biết là xin không đó. Xinh. Xinh không Vi? Xinh không Vi ơi? Hỏi xin Hello. thầy. Quá xinh đi chứ sao không xinh được. Quá xinh. Cho nên là các bạn thấy là với những cái yêu cầu của mình, các bạn nói là chụp điện thoại thì thầy có minh chứng ngay bạn cũng chụp điện thoại. Đấy, cho nên các bạn thấy là đó là công tác kiểm thử đó các bạn. Thầy đang thực hiện kiểm thử, nếu như trong trường hợp thầy đang thiết kế cái form này cho các bạn để cho các bạn điểm danh, và thầy đang muốn kiểm tra là cái mức độ phản hồi của mọi người như thế nào, có đáp ứng đúng yêu cầu hay không, thì thầy đang thực hiện công tác kiểm thử. Và vì thầy là người thiết kế, thầy là người kiểm thử,
Thành ra thầy hiểu được làm thế nào để biết được đúng hay sai. Còn đối với lại một người khác muốn kiểm thử giống như thầy thì đôi khi người ta cũng không hình dung là kiểm thử cái gì ở đây cả. Không hình dung. Không hình dung là bây giờ mình phải vô đây mình làm cái gì. Ví dụ mình so sánh bên này là bạn duyên là kiểm thử cái đầu tiên. Nghĩa, nghĩa, nghe, nghe, ok. Trước tiên là bạn các bạn sinh viên đã sử dụng đúng email của mình để thực hiện form. Đó là bước kiểm thử thứ nhất. Bước kiểm thử thứ hai là xem thử là bạn này đã làm đúng yêu cầu là pin cái hình ảnh của mình lên hay chưa. Có, ok. Ví dụ như bạn Nghĩa, có, ok. Vậy mình đang kiểm thử vét cạn là kiểm thử hết. Ủa, Nghĩa, chỗ này là phong, 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 phong đây, Nghĩa đâu? Ừ, hai đứa này ngồi gần nhau hả? Mà sao giống giống nhau quá vậy? Dạ, với căng tin đó thầy. Nghĩa hả? Phong, dưới căng tin, chơi ngồi căng tin uống cà phê mà không rủ. Đúng không? Ngồi căng tin uống cà phê mà không rủ. Ủa hồi nãy là ai vậy? Ai mà thầy thấy cái hình nó giống giống mà. Đây 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 đây. Bảo. Hai đứa sao giống nhau quá vậy ta? Có cùng một hình không vậy? Một, hai. À, thì ra là khác. Có một anh đẹp trai hơn anh kia. Đúng không? Đố các bạn ai đẹp hơn ai? Thầy không biết. Thầy biết rồi thầy không nói. Đấy, như vậy các bạn thấy là đó là kiểm thử các bạn. Cho nên nhiệm vụ của mình trong bây giờ, thầy sẽ chuyển cho các bạn một cái form kiểm thử. Và trên cái form này, trên cái form này các bạn sẽ xây dựng dựa trên cái bài của mình ở góc độ là ứng dụng phần mềm. Còn cái này là đang phát triển phần mềm nha các bạn. Phát triển phần mềm. Còn ở góc độ kiểm thử của gì? Của ứng dụng phần mềm thì các bạn sẽ đi xây dựng giúp cho thầy một cái, hai cái. Ha. Cái thứ nhất là requirement. Là giống như là thầy đang làm ở đây nè. Yêu cầu cái gì, yêu cầu cái gì, yêu cầu cái gì, ghi ra đây, requirement, được chưa? Requirement, ghi hết ra. Rồi khi mà các bạn yêu cầu requirement xong, các bạn sẽ qua test design. Mình sẽ tổng hợp tất cả những cái yêu cầu này và mình thiết kế ra cái này. À, vậy thì thầy Bình yêu cầu N cái yêu cầu ở đây. Chúng ta cần phải kiểm cái này nè. Kiểm đăng nhập, kiểm trang chủ, kiểm profile. Giống như thầy yêu cầu các bạn kiểm cái form thì thầy yêu cầu cái thứ nhất là đăng nhập bằng email của FPT. Vậy bạn kiểm cái gì? Bạn sẽ kiểm tra thử là cái thầy Lộc nè vào được không, thầy Bình TQ7 nè vào được không, thầy kiểm tra thử là tqbinh@gmail.com này vào được không. Đó là kiểm tra email để sign in vào form. Rồi sau khi mà kiểm tra sign in email vào form rồi thì các bạn sẽ làm gì tiếp? Đây là công việc, công việc, công việc, công việc để kiểm thử. Vậy bạn suy nghĩ ra xem thử là đối với lại trang web mà các bạn xây dựng cho khách hàng có những chức năng nào và với chức năng đó mình kiểm cái gì. Đó, thì các bạn sẽ liệt kê ra. Cái này là gợi ý. Kiểm tra ở dạng yêu cầu cấp 1, tức là mình nói chung. Sau đó là trong chức năng này mình kiểm tra cái gì là mình nói riêng. Và kiểm tra cái này có thể là mình có bao nhiêu tiêu chí để đánh giá được nó đúng hay nó sai. Thì mình ghi ra. Còn cái này là cái mẫu nha. Các bạn lấy lại nguyên cái mẫu này là không có điểm á. Các bạn phải nghĩ theo cái trang web của các bạn.
theo cái ý tưởng của nhóm các bạn, chứ còn các bạn mà lấy lại cái mẫu này là không tính điểm. Và nhiệm vụ của các bạn bây giờ là làm cái tab thứ nhất là tổng hợp lại requirement của nhóm mình. Cái tab thứ hai là thực hiện giúp cho thầy cái test design. Test design. Tí nữa khoảng cỡ 20 phút thì trong thời gian 20 phút nhóm nào mà làm xong trước thì báo để mà trình bày trước. Còn nếu mà hết 20 phút thì thầy sẽ random các nhóm để các nhóm trình bày ở cái phần nội dung này. Thầy sẽ gửi cho các bạn cái file này, các bạn sẽ xây dựng trên cái đề tài của mình. Được chưa các bạn?